Người phụ nữ này khai do nợ bà Khuôn 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên sát hại bà để cướp tài sản. Ngày 13 tháng 11, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Điệp, 50 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, về hành vi giết người và cướp tài sản. Điệp là người đã ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, để cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng rồi giấu thi thể nạn nhân trong nhà vệ sinh trước đó. Tại cơ quan điều tra, Điệp khai do nợ bà Khuôn 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên sát hại bà. Ngoài ra, Điệp thấy bà cụ mang theo nhiều tài sản nảy ra ý định giết người cướp tài sản. Sau khi giết bà Khuôn, Điệp giấu xác vào nhà vệ sinh, sau đó lên Tây Ninh lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia. Công an xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa cho biết nữ nghi phạm có hai đời chồng và có hai con riêng. Bà này hiện sống với một người đàn ông khác như vợ chồng và đang có thai. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 10, cụ Khuôn nhận được điện thoại của hai người phụ nữ cùng xã An Ninh Tây bảo đến nhà để trả số tiền 10 triệu đồng. Bà Khuôn đến nhà hai người phụ nữ trên mang theo túi sách chứa 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng rồi mất tích. Ngày 6 tháng 11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Khuôn bỏ trong bao tải ở nhà vệ sinh bà Điệp.